mình nhìn coi. Ở đây cũng tương tự, mình áp dụng cái cách đọc một vài câu đầu. Như vậy các bạn nhìn. We already have sponsor. Chúng tôi have sponsor for two events. Như vậy là câu đầu tiên nó nói về người tài trợ cho hai sự kiện. Rồi. Và như vậy các bạn đọc tiếp. Derek gì đó, a local agent, một cái người is sponsoring, đang tài trợ Theater in the Woods, một cái sự kiện tên là Theater in the Woods, hòa nhạc ở trong rừng. Rồi. Và các bạn chú ý cái câu nè. Trong cái đoạn văn mà nó có thêm chữ also, không cần đọc cũng được. Tại sao? Nó nói là không cần đọc. Nếu mà các bạn đọc lướt, các bạn thấy chữ also. Tại vì nó ý nó cũng thật sự nó cũng giống cái ý trên và nó bổ sung thêm thôi. Also. Đúng không? Như vậy là nó sẽ có companion care vets sponsoring. Như vậy các bạn có thể thấy hai câu tiếp theo của câu đầu tiên nó phải nói là hai cái người này tài trợ cho hai sự kiện, đúng không? Như vậy nó phải bổ nghĩa cho câu đầu tiên là đủ không? Chúng ta chỉ có hai có sponsor cho hai sự kiện, đúng không? Như vậy mình ghi là sponsor cũng được. Và đọc thử câu cuối coi. Đọc thử câu cuối coi. Looking for a sponsor. Chúng tôi cũng đang tìm một cái sponsor cho một cái sự kiện về chó. Rồi. Như vậy thật ra nguyên cái câu này nó nói looking for a sponsor cũng đúng. Đúng không? Hoặc là các bạn đơn giản các bạn là sponsor nói về sự tài trợ cũng được. Đúng không? Đó, lướt nhanh là xong. Hiểu không? Hiểu không? Rồi. Em hiểu không? Hiểu đúng không? Tên gì ta? Duy. Duy đúng không? Rồi. Rồi, đoạn y ngắn quá trời luôn. Đọc hết. Ngắn quá thì đọc hết. À, đọc thử các bạn đọc đoạn y thử ha, để thầy kéo cái này rộng ra một chút. Ba đoạn cuối hả? Thôi làm từng đoạn đi, từ từ cho các bạn theo kịp. Hả? Không biết là cứ hỏi đâu. Ủa Rafi Tây cũng biết. Chị ơi. Rồi, đoạn y. Có những chữ các bạn không biết á, không cần tra từ điển. Tại vì khi mình đang tập, mình làm bài mà mình thi thì đâu có tra từ điển được, đúng không? Vậy mình phải tập cái kỹ năng là đoán nghĩa. Đoán nghĩa bằng cách nào thì từ từ ha. Có thể đoán nghĩa ví dụ chữ trusty các bạn không biết đi. Đúng không? Các bạn biết nó là loại từ gì? Danh từ. Danh từ, như vậy danh từ mà các bạn không dịch được nghĩa các bạn dịch trong hai cái thôi. Hai cái, một là cái gì đó, hai là người nào đó. Hết. Ở đây có ee, hai chữ y ở cuối thì nó là người. Nếu như chữ gì? Nhân viên, employee. Bạn biết chữ employee không? Rồi, như vậy là cái người nào đó, những người nào đó thì đang làm cái gì đó. Động từ không biết thì dịch là làm cái gì đó. Còn danh từ không biết là cái gì đó, người nào đó, xong. Tính từ không biết là dịch là như thế nào đó. Vậy thôi, cho nó dễ đọc lướt cho nhanh. Như vậy, những cái người này đang đưa ra những cái thought, là danh từ của chữ think, là suy nghĩ. Đưa ra những cái suy nghĩ, những cái ý kiến của mình về những cái cách để mà làm cái gì đó. Future damage, những cái sự phá hủy trong tương lai đối với fountain. Fountain là đài phun nước ha. Mountain là ngọn núi thì fountain là đài phun nước. Rồi. Và họ quyết định là họ sẽ liên hệ với một cái local firm, một cái công ty địa phương để làm gì đó về cái gravity này. Các bạn biết cái chữ này là gì không? Thịnh biến mà, phải không? Là gì? Vẽ bậy ở trên tường. Thật ra hồi xưa người ta gọi là vẽ bậy, nhưng mà bên nước ngoài thì nó gọi là vẽ nghệ thuật ở trên tường, thường là của Mỹ Đen á. Người ta vẽ trên tường những cái chữ ha. Rồi, như vậy câu này mình chọn ra cái nào đây? Mình chọn ra một cái chữ nói ý nghĩa chung. Thử xem, Duy. Theo Duy là cái gì? Cái người nào đó đưa ra suy nghĩ về những cái cách để làm gì đó. Và sau đó họ quyết định là họ sẽ liên hệ với một cái người gì đó để mà làm về những cái graffiti này. Vậy cái ý chính là họ đang làm gì? Họ ngồi lại, họ suy nghĩ nè. Suy nghĩ về vấn đề gì? Ở đây có hai cái vấn đề đúng không? Damage, fountain. Như vậy là vấn đề về cái gây hại cho cái đài phun nước. Và tiếp tục là họ bắt đầu liên hệ để mà họ coi xem là
có thể làm gì với cái gravity này, cái vẽ bậy này. Vẽ bậy này thì không cần lên tường, vẽ bất cứ đâu cũng là vẽ bậy ha. Như vậy theo các bạn là cái gì? Phúc, theo Phúc nghĩ là cái nào? Vậy là nguyên cái đoạn này nói về cái gì? Hay là Duy cứ chọn lại một từ nào cũng được, theo các bạn. Mình chọn chữ trustee thì nó là người, người đó làm gì đâu biết đúng không? Như vậy các bạn có thể chọn thế nào? Fountain damage nha. Nhìn thử đàn y xem. Theo em là chọn cái nào? Mình đi từ từ thôi. Thầy đợi em xíu để em nghĩ nha. Rồi, ok. À, cứ từ từ. Cái này chỉ cần ý chính thôi, các bạn không cần chọn từ đúng lắm cũng được. Ở đây không bắt các bạn chọn một cái từ. Tại vì cái dạng này mình chỉ là hỏi cái ý chính thôi, tập cho các bạn cái skill đọc nhanh thôi. Rồi. Em nghĩ thôi nha, em nghĩ là waste of minimizing. À, ways of minimizing, những cái cách để mà giảm thiểu đúng không? Mini là nhỏ, minimize là động từ, giảm thiểu cái damage. Như vậy các bạn có thể chọn nguyên cách cũng được, những cái cách để giảm thiểu damage cũng được. Ha. Hoặc là đơn giản các bạn chỉ cần chọn những cái như là waste of damage, minimize damage. Nè, như đây thôi cũng được rồi. One. Ơi. Đuôi này là loại gì? Động từ. Động từ. Rồi, bây giờ là qua đàn F cũng vậy ha. Rồi, tập trung đọc thử đàn F các bạn. Đàn F thử xem như thế nào. Rồi, các bạn hỏi thầy cái góc IZI là góc gì? Để IZI đằng này, tức là mình điền cái một cái từ gì đằng trước nó. Bất cứ khi nào các bạn thấy IZI dịch tiếng Việt nó có nghĩa là hóa. Hóa là sao? Thầy nói thí dụ nha. Mini là nhỏ đúng không? Minimize là làm nhỏ hóa nó lại, biến nó thành nhỏ đó. Cái chữ hóa là biến đó. Biến nó thành nhỏ, động từ ha. Được không? Bất cứ IZ, IZI đều là động từ. Rồi. Vậy câu F ha. Phúc thử coi câu F, tập thử coi. Trong khi các bạn làm bài các bạn có thể gạch dưới cũng được. Gạch dưới các bạn nhìn nó rõ hơn. Câu F nó nói một cái huge response. Response là gì không biết. Huge là gì biết không? Huge không biết luôn. Rồi. Như vậy là có một cái gì đó. Được không? Không biết từ nào hết thì dịch cái gì đó thôi chứ sao vậy? Có một cái gì đó, giờ không biết chữ huge luôn thì thầy dịch là có một cái gì như thế nào đó, thì có một cái gì đó được rồi ha. Respond không biết thì thôi, mình biết là sau là danh từ. Có một cái gì đó đối với những cái hoạt động của cái trường Forest này. Rồi, và những cái này sẽ được tổ chức một lần nữa vào ngày Easter. Easter là ngày gì các bạn biết không? Phục sinh. Lễ Phục sinh. Đúng rồi. Và những cái ngày này, rồi như vậy nó tổ chức cái sự kiện gì đó và phục sinh và 4 năm 11 luôn, như vậy là 3 ngày liên tục và 10 giờ thì có cái teddy bear gì đó, con gấu. Rồi. Dễ lắm. Như vậy nguyên cái đoạn này nó nói về cái gì ta? Các thấy ngày tháng không? Thấy tên không? Mày nói về cái gì? Những cái hoạt động. Hoạt động như ở ở đâu, lúc nào? Trường. Ở trường ok, nhưng mà nó đặc biệt hoạt động gì, hoạt động gì? Half term thì đó là chỉ là giữa kỳ thôi đúng không? Hoạt động gì đặc biệt không? Hoạt động thì ngày nào cũng có hoạt động đúng không? Hoạt động gì, cái dịp này là gì? Rồi, như vậy các bạn có thể ghi Easter activity được không? Hoặc các bạn nào ghi activity cũng được, nhưng mà thêm Easter nữa có phải là nó cụ thể hơn đúng không? School activity cũng ok luôn, nhưng mà thêm Easter nữa thì nó hay hơn. Tại vì Easter là cái chính trong này, nó không phải là Christmas, nó không phải là New Year đúng không, mà nó phải là những hoạt động liên quan đến phục sinh.
như là Teddy Bear gì đó. Rồi tương tự ha, đoạn G, đoạn G là đoạn cuối rồi. Rồi các bạn đọc lướt đoạn G ha, đó thầy chỉ nhanh các bạn mới cách đọc lướt như vậy đó, đơn giản thôi. Finally, đừng có quên cái gì đó. Mấy giờ đó? Một một bảng Anh, money tiền, rồi có egg, rồi cũng egg, cũng egg luôn. Vậy thì nó nói về gì nguyên cái đoạn G ha, để coi. Chưa mời bạn nào ta, mời bạn Hà ha. Hà có nếu mà Hà không có micro, Hà có thể gõ bằng chat cũng được. Nó sẽ là nổi tiếng, phổ biến, thông dụng này. Bằng với common đó. Bình dân thì là thông dụng, ai cũng xài được. Đó là một cái gì popular, tùy câu, nó bằng common đó. Rồi, mời một bạn ha, để coi bạn, có bạn gọi chưa? Hà, cứ đọc đi ha, rồi. Duy. Chị thử nói đi, nói về gì? Đoạn này nói về gì? Nói không cần chọn từ luôn, nói tiếng Việt cũng được. Nè, nguyên cái đoạn này nói về gì? Mình lướt qua những cái chính thôi nè. Đừng quên đúng không? Đừng quên cái Easter egg roll. Easter không biết, roll không biết, biết egg không? Và nó biết hoa. Như vậy nó là một sự kiện đúng không? Sự kiện gì liên quan đến trứng đúng không? Rồi, vào cái ngày thứ hai 11 giờ và 1 đô tiền đi vô đúng không, 1 đô tiền. Rồi sau đó phải decorated egg, cái trứng nó được decor, các bạn hay thấy chữ decor đúng không, decor là trang trí ha, decorate. Như vậy là cái trứng nó được trang trí rồi, sau đó bắt đầu nó roll down the hill. Roll là lăn, là cuộn, các bạn hay thấy chả giò là cái gì? Đúng rồi, chả giò là spring roll, là cái cuộn đúng không? Mùa xuân cuộn, một cuộn, một cái cuộn gì đó, spring roll. Rồi và sau đó cái người first, the first là cái đầu tiên, và nó cũng nghĩa là cái người đầu tiên. Cái người đầu tiên mà pass là quá khứ, tức là đã qua rồi, vượt qua finishing line. Line là cái đường, finish là kết thúc, vượt qua được cái đường kết thúc, cái vạch đích, sẽ thắng một cái giải gì đó, một cái trứng luôn, trứng bằng sô cô la. Thật ra đọc không cần tới đây, các bạn thấy cái câu đầu tiên nó nói là về cái sự kiện này, lúc 11 giờ bao nhiêu tiền, trứng, tức là hoạt động trong đó là làm gì, cái trứng roll down the hill. Như vậy xuyên suốt cái bài này nó chỉ nói về cái trứng, sự kiện này, Easter egg roll là được. Hoặc là các bạn có thể egg roll cũng được, đúng không? Nguyên cái sự kiện là xong. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần lướt, con mắt mình chỉ cần lướt một vài cái thôi, không cần đọc hết. Tại vì sau này gặp một đoạn văn nó rất là dài, đọc hết là hết giờ luôn. Đọc bài gì? Cười. Em mới đọc xong mà em hiểu hết, mà em chưa làm được con nào hết. Ha, rồi. Xong. Bây giờ đó là cái kỹ năng đầu tiên, gọi là skim. Lướt nhanh là như vậy thôi. Câu đầu, một vài câu đầu. Rồi, kỹ năng thứ hai là kỹ năng scan. À, kỹ năng đầu tiên thầy viết lại cho các bạn mới chút xíu, gọi là skim, đọc lướt, và scan. IELTS nó chỉ có hai cái này thôi, gói gọn trong hai cái. Scan là đi tìm,
các bạn hay thấy tìm điểm khác nhau, tìm cái từ trong đàn văn. Rồi đơn giản cái scan có nghĩa là tìm một cái từ nó nằm ở đâu trong đoạn văn. Ví dụ câu hỏi nó có chữ dogs thì mình tìm trong đoạn văn nó nói về dogs nằm ở đâu. Cái đó là cách đơn giản nhất. Cái tìm khó hơn là scan nhưng mà người ta không sử dụng cái chữ đó mà người ta sử dụng một chữ đồng nghĩa với chữ chó. Thí dụ như vậy, nó sẽ đòi hỏi mình phải có một cái vốn từ vựng, hoặc là mình có thể sử dụng những cái câu xung quanh để mình đoán nghĩa là cái từ đó là từ chó ha. Thì từ từ mình sẽ học. Từ chó thật ra có một chữ canine ha, nhưng mà ít các bạn sẽ ít thấy lắm. Rồi bây giờ thử nha, câu 1 là nó về chó đúng không? Các bạn nhìn thử trong đoạn văn coi đoạn nào nói về chó, chữ dogs luôn. Lướt nhanh ha, cái này là scan đúng không? Tìm trong cái đoạn đó từ nào nằm ở đoạn nào nói về những chó. Nhìn từ từ là chết đúng không? Các bạn có thể nói nhìn những cái hoạt động đúng không? Nãy giờ mình lướt mình thấy là cái đoạn nào nói về gì rồi, biết rồi đúng không? Rồi đoạn đi có con chó. Đâu đâu dòng ấy, dòng hai từ dưới điểm lửa. Ừ, phải nói cho các bạn biết chứ. Đây đúng không? Anh không có nhìn mấy từ anh gạt. All about dogs, một cái, còn không? Hết rồi. Đúng không? Vậy là đoạn đi. Bạn nhìn riết bạn quen à? Rồi, tiếp theo, money, tiền. Bây giờ nhìn chữ money trước đi. Hoặc money dễ lắm nha. Khi người ta nói về tiền, các bạn có thể nhìn con số cũng được. Nhìn giá một tiền anh, à, có cái một bảng Anh đúng không? Một bảng Anh OG. Một entry money. Entry là gì biết không? Ví vô cổng. À, nó là danh từ của chữ gì ta? Enter. Chính xác, enter là động từ của nó. Enter là mình hay thấy trong máy tính, nhập vào. Nhưng mà enter nó sẽ có hai từ danh từ ha. Entry là vào, hoặc là entrance, lối vào. Chính xác. Entrance này thường các bạn hay đi thi từ lớp 12 qua đại học. Nó gọi là trừ cái kỳ thi vào đại học thì nó sẽ gọi là University Entrance Exam. Chỉ thi đầu vào, đi vào đại học, entrance. Entry là động từ, là danh từ. Entry ha? Danh từ đi với danh từ được, hai danh từ đi chung với nhau cũng được. Ví dụ sau động từ là gì? Sau động từ có là sau động từ là danh từ được. Sau động từ là danh từ và trạng từ. Tại sao? Dễ nè. Sau động từ đúng không? I have động từ đúng không? Một con chó, a dog. Các bạn nhớ ví dụ thôi, không cần nhớ công thức gì hết đó. Rồi, bây giờ muốn thành động từ, sau động từ đúng không? I have eaten đi, cũng là động từ đúng không? Have trở thành trợ động từ thôi. Eaten fast. Vậy thôi. Tôi ăn rất là nhanh. Các bạn nào hỏi tại sao là không có fastly? Fast là vừa là tính từ vừa là trạng từ ha, từ đó đặc biệt. Rồi. Fast and furious đúng không? Rồi. Fastly là sai luôn nha. Rồi. Money còn ở đâu nữa không ta? Còn ai không? Đâu? Đoạn A đoạn B. Đoạn A đoạn B hả? Có chữ money. Money như vậy nó sẽ liên quan đến gì nhá? Khi mình thấy tiền là gì nữa? Nãy mình đọc nguyên cái đoạn mình biết cái đoạn nó dễ gì, nói dễ gì? Gây quỹ, ok. Raise, fundraising là đoạn A đúng không? Yeah. Chính xác. Như vậy nó chắc chắn nó phải nói về money. Yeah. Đó. Như vậy là more money nè. Đúng không? Yeah. More money nè. Rồi, đoạn nào nói về tiền nữa? Tiền thì phải có người tài trợ. Rồi đoạn B. B có không? Có luôn. Đâu. B là nói về tài trợ hả? Chữ get money gắn. Sponsor. Đúng không? Sponsor là làm đoạn mấy? Đoạn D chứ, đúng không? B vẫn có. Giờ coi đoạn D trước đi, mình coi cái logic đi trước đi. Sponsor. Đoạn D có không? Còn
đâu. Thật ra B là money ở trong bảng get money nè, cũng được nè. Hoặc là có một chữ nữa các bạn ha, grant này ngoài nghĩa là tiền, nó còn có nghĩa là một cái gì đó mà trao tặng, tài trợ luôn đó, grant. Hoặc là thí dụ các bạn thắng một cái học bổng, được trao một cái học bổng, trường trao các bạn một cái học bổng thì grant scholarship ha, grant. Rồi hoặc là lấy luôn chữ sponsor cũng được, sponsor thì tài trợ ha, tài trợ thì thường là về tiền đúng không, tài là tiền. Rồi tiếp theo những cái vấn đề ở trong cộng đồng, nhớ các bạn nào nói về những cái vấn đề, trong cái problem, vấn đề là xấu hay tốt, vấn đề problem xấu đúng không, hoặc là vấn đề mình phải giải quyết ha, thông thường nó sẽ là xấu. Vấn đề trong cộng đồng, community, đoạn nào ta nhớ cái gì mà damage thao không? À chính xác, cái đoạn mà nói về những cái damage là đúng không, là đoạn y. Rồi còn nào nữa không, những cái này là trò chơi rồi đúng không, đoạn y đoạn f gì đó là ở đoạn f với đoạn g là trò chơi hết rồi, còn nào nữa không hay là hết trồng cây mới, có nói về vấn đề gì đúng đúng rừng cái gì không, không đúng không, rồi vậy có một cái thôi xong. Ủa, vậy cái Còn thứ hai là cái tiền là gì, là ghi mấy cái? nhiều đoạn luôn, đoạn A, đoạn B, đoạn D. À, là một cái số 2 là mình có bao nhiêu cái Đúng mình rồi, nó hỏi how many paragraphs, à tham bao gia nhiêu đoạn văn nói về những cái này, có thể nhiều hơn hai đoạn. ủa là mình ghi số hay là mình phải liệt Các kê bạn ra? ghi ghi nè, CD, AB được rồi. À là mình phải liệt kê ra. Ờ, liệt kê ra là đủ rồi. Ha, cái này chỉ là bài tập thôi, ha, đề thi nó không phải như vậy. À, nó là cái skill nhỏ thôi. Rồi số 4, những hoạt động cho trẻ em quá dễ, những hoạt động cho trẻ em nằm ở đoạn nào, và đoạn F. Rồi nói về một cái activity, nhớ nha, nhớ khoanh tròn dùm câu này, đối tượng là gì, trẻ em, nếu lỡ hoạt động không phải cho trẻ em thì sao, thì mất điểm đúng không. Rồi như vậy mình kiếm coi đoạn nào cho trẻ em nè, ở đây có những hoạt động như là Easter egg roll. Easter egg roll là lăn trứng đúng không, xuống ngọn đồi, các bạn nhìn xem cái hoạt động này đó là hoạt động nó cho trẻ em hay cho người lớn hay là sao, đọc thử trong đó ta, có trẻ em không, có người lớn không, đối tượng là gì, ở đoạn G nhìn thử nha, lướt lướt con mắt. Following the children's competition. Rồi thấy chữ children và trẻ em hả, đúng không. Yeah. Chỉ dành cho following the Thấy có chữ following, follow là theo, như vậy các bạn nhìn ở đây có chữ children là nè, ok, follow là gì ta, theo, children. competition là cuộc thi, như vậy theo một cái cuộc thi của trẻ em, đọc coi vậy, ủa cái gì theo cái gì, đọc trước chút xíu nữa. An adult at Easter egg roll following children's competitions. Như vậy đây có mấy đối tượng được tổ chức, hai, như vậy cái cuộc thi này sẽ dành cho người lớn và trẻ em, như vậy các bạn có thể chọn G, ok, nếu mà cho người lớn không là sai. Còn hoạt động nữa kiếm ra F thôi có không, F. F kiểu gì, F các bạn cũng thấy hoạt động là Easter gì đó, activity teddy bears under 8, bạn thấy không, dưới 8 tuổi, thì khi đó người ta sẽ ghi chữ S ha, dưới 8 tuổi, under age. Rồi còn đây nào nữa không, hết rồi đúng không. Còn những cái sự kiện phía trên các bạn thấy all about dogs, nó không có nói về người lớn hay trẻ em thì thôi, như vậy là G và F xong. Đoạn số 5 ngược lại rồi, ai quên, những hoạt động liên quan đến đồ ăn nó cũng vẫn nằm trong hoạt động hết, kiếm những cái gì đó liên quan đến đồ ăn, các bạn sẽ scan những cái từ liên quan đến đồ ăn đúng không, đó đó là các bạn scan, như vậy phải scan food cái gì đó liên quan sô cô la, ok, chocolate, ok, G, ok, còn nào nữa không,
teddy bear là không ăn được rồi đó, không thấy đồ ăn. Picnic là ăn được hả? Picnic, picnic là cắm trại đúng không, cũng có thể là có đồ ăn. Ok, con nào nữa không? All about dogs, không nói đúng không? Đúng. Phía trên là money, big trees. Rồi, vậy cái nào? Cũng hai cái đó đúng không? D luôn hả? D có chữ picnic kìa. Picnic, nó có chữ picnic. Cắm trại thì thường sẽ có đồ ăn. Ừ. Đúng rồi, như vậy D, F, G ha. D, F và G. Ở đây cũng có chữ picnic và có chữ chocolate, đúng không? Rồi, những người sống locally. Local là địa phương ha, những người sống ở địa phương là những người nào? Như vậy các bạn sẽ đi tìm cái gì? Con người. Scan con người thôi. Con người có thể là gì? Tên nè. Đồng ý không? Nhìn những cái tên trước. Sống ở địa phương không? Thử ha, vậy đâu? Tên đầu tiên đi từ trên xuống có tên người nào không? Gordon and Lisa and Gordon. Rồi, có à. Mình biết không? Chưa biết được người này ở đâu phải không nè? Đúng không? Chưa biết là local hay là địa phương hay là ở ngoài. Bỏ luôn. Julia cũng không chắc. Volunteer thôi. Rồi. Vậy chữ nào đây? Derek được không các bạn? Derek được không? Thịnh Derek được không? Derek này được không? Phải người địa phương không? Anh dành khoảng cụm từ rồi, mình cũng sẽ đi luôn. Lát nữa hỏi. Giờ quan trọng là cái đó là gì? Cái tên của cái đó là tên công ty. Tên công ty. Ok, các bạn thấy agent ha. Agent là điệp viên. Agent nó sẽ có hai nghĩa, điệp viên, nhân viên, đại lý. Đại lý. Đại lý ha, nhưng mà thường đại lý thì nó sẽ không nói chữ agent này lắm mà nó sẽ nói agency. Agency là một cái công ty. Nó dụ các bạn thì nói ví dụ đi, các bạn đi du học, các bạn nộp qua một cái công ty tư vấn du học thì nó có thể gọi là agency. Và cái người làm việc cho cái agency gọi là agent. Được không? Như vậy đây là một người. Rồi, cái này là bất động sản, đúng rồi, chính xác. Bất động sản này viết full chữ ha. Các bạn sẽ đi ngoài đường, các bạn sẽ thấy real estate ha. Real estate là bất động sản, tức là nhà cửa, mua bán nhà cửa đó ha. Rồi, như vậy ông này có phải là người địa phương không? Có chữ gì? Local, đồng ý không? Lựa local là sống ở địa phương. Rồi, như vậy đoạn đi sẽ có nè. Còn nữa không? Còn nữa không các bạn? Thử coi. Bạn nào, để coi có bạn nào có chat không? Bạn Ngân là chữ, đoạn Y Specialist local. Chính xác, a specialist local firm. Một cái firm là một công ty địa phương mà chuyên gia. Ok, cũng được. Y. Rồi, đâu nữa không? Nhìn thử nha. Nhìn thử rồi còn ở đâu mình có thấy nữa không nè. Các bạn thử đoạn C xem. Nhìn thử đoạn C coi. Tập trung vào đoạn C coi có cái gì liên quan đến người và địa phương không nè. Mời thử mấy bạn mới nha. Ủa thầy ơi, cái đoạn C có phải là interview the local people không thầy? Chính xác, đúng rồi. Interview the local people, chính xác. Như vậy local people đó là mình phỏng vấn những người dân địa phương, chính xác. Như vậy là đoạn C, đúng rồi đó, đó. Mình đã nhìn được rồi đó, scan được rồi đó. Duy thấy không? Hay đúng không? Rồi, lại số 7 quá dễ. Câu số 7, volunteer. Những người xung phong, tình nguyện. Quá dễ, nãy giờ thấy đoạn nào? Câu C nè, volunteer nè. Câu đâu? Có không? Đâu? Thiện, volunteer đâu? Ai đâu? Kiểu chạy gây quỹ. Đâu?
Gây quỹ. À, thì kiếm cái chỗ đó đi. Mình không có đoán ha. Nó Ủa, thì có nó phải liên hệ thực tế với là phải có chữ volunteer trong. volunteer mà là những cái gì đồng nghĩa, nó ví dụ như là làm mà không bị ép buộc, ví dụ vậy. Mà trong này chỉ có chữ volunteer thôi, đúng không? Nó có locally. Local là người địa phương mà không biết người ta có bị ép đi hay không thì đâu biết, đúng không? Còn đây có chữ volunteer đầu tiên nè, soci là thấy dễ nhất, đúng không? Rồi câu y cũng không thấy, f cũng không thấy, g nhìn lướt cũng không thấy, xong vậy thôi, có một cái thôi, c cũng được. Rồi bây giờ nhìn nha, xong cái cách scan thứ hai, scan này là scan từ cũng không khó lắm. Giờ scan thứ hai là tìm những câu đồng nghĩa cho những câu này, khó hơn nha. Thử nha. Như vậy khi các bạn gặp những cái câu hỏi á, đừng làm theo thứ tự, chọn câu nào dễ làm trước. Câu này là câu dễ. Thứ nhất, câu dễ là những câu chứa những cái từ, không phải là dịch được luôn, nó chứa những cái từ mà mình dễ dàng mình xác định được cái đoạn văn. Ví dụ tên riêng, ngày tháng năm, đúng không? Thử. Như vậy câu số 2 các bạn thấy Forest School Activity nằm ở đoạn nào, nhảy vô cái đoạn đó kiếm, và kiếm ra một cái câu nhiều người làm cái gì đó ở cái sự kiện Forest School này. Vậy Forest School nằm ở đoạn nào, thử ha. Forest School nằm ở đoạn F có không? Đây. Rồi còn đoạn nào nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi như vậy các bạn nhìn xem nhiều người, cái khúc nào trong đoạn đó nó nói về nhiều người làm cái gì đó. Như vậy thử nha. There was a huge response to cái gì đó, và những cái này sẽ được tổ chức. Như vậy nói về tổ chức là nói về sự kiện, không liên quan đến người, đúng không? 4, 5, 10 gì đó, và ngày này sẽ có teddy bear. Tất cả những cái này phải được book in advance, book trước. Như vậy tất cả những cái câu phía dưới các bạn nhìn đều nói về sự kiện cả. Như vậy chắc chắn cái câu mà nói về nhiều người chỉ có câu đầu tiên. Mà tại sao câu đầu tiên không có chữ people mà tại sao nó lại là nhiều người? Vậy mình phải phân tích câu này ha. Đây là cái paraphrase. There was a huge response. Như vậy mình phải thêm vốn từ nữa mới được. Một trong hai từ này các bạn hiểu là được. Huge là lớn, huge là to ha, khổng lồ. Response, response là danh từ. Response có nghĩa là gì? Phản hồi, động từ của nó là respond, động từ có nghĩa là trả lời cho nó dễ hiểu, đúng không? Mà các bạn hay nghe nó reply đúng không, với respond đọc ra nó như nhau. Thì respond danh từ của nó là respond, se là sự trả lời, sự đáp đáp ứng lại. Như vậy có một cái sự phản hồi, đúng không? Phản hồi rất là lớn đối với những cái hoạt động này, có nghĩa là người ta sẽ phản hồi mà lớn, to lớn, tức là người ta đón nhận nó ha. Tức là như vậy chữ respond ở đây các bạn, khi các bạn so sánh hai câu many people, nhiều người, có phải bằng với chữ huge không? Lớn. Turn up là làm cái gì đó, thì ở đây chỉ có một chữ respond thôi, respond to. Như vậy turn up là gì? Đến cái sự kiện này. Vậy có rất nhiều người đến cái sự kiện này, đúng không? Là bằng với có nhiều cái sự đáp lại rất là lớn đối với sự kiện này ha. Rồi đó là một cái. Câu số 3 dễ hơn á, người thắng cuộc sẽ thắng một cái trứng sô cô la rất là to. Thử nha các bạn, trứng sô cô la đặng ma đặng nào ta? Đặng G đúng không? Rồi lướt cái đặng G coi các bạn. À, đặng G coi có cái nào liên quan đến trứng sô cô la, thấy không? Có chocolate egg. Như vậy thầy hỏi thử nha, chữ nào liên quan đến chữ receive? Nhận. Nhận các bạn thấy nè, nhận nè, đầu tiên mình tìm gì trước? Cái trứng sô cô la trước đây, gạch dưới, chocolate egg nằm đây đúng không? Vị trí của nó nằm đây, trên bên trái nó cũng nằm ở ở bên này, và trước nó sẽ là chữ big. Như vậy chữ nào bằng nghĩa chữ big trong đoạn văn theo vị trí? Có phải là massive không?
Massive mình không biết nghĩa, nhưng mà mình so hai câu thì mình thấy Massive nó đứng trước Chocolate Egg thì nó bằng với Big. Rồi Massive là cũng khổng lồ, như vậy bằng với Huge. Nha, như vậy mình học được hai cái từ đồng nghĩa. Rồi, Receive đúng vai trò là động từ, Will cộng động từ đúng không? Trong đoạn văn sẽ là chữ Win, thắng, Will Win, đồng ý không? Như vậy cái người Winner đó các bạn là chữ nào? Đúng rồi, nó sẽ đứng đằng trước chữ Will đúng không? Nguyên một cái cụm the first pass the finishing line, người đầu tiên vượt qua được cái vạch đích là người chiến thắng. Các bạn thấy người ta paraphrase, người ta nói lại cái chữ winner thành một cái từ dài hơn không? Nhưng mà mình vẫn làm được. Đó là mình chọn hai câu dễ nhất chứ đừng bao giờ đi theo thứ tự. Thứ tự nhiều khi mình làm câu một không được đó là mất hết ha. Rồi. Tương tự các bạn ơi, thấy câu nào dễ nữa nè. Ok, có bạn nào. Câu số 5 nói về những cái cây mới. Dễ không? Quá dễ luôn. Cây mới nằm đằng nào nhớ không? Đoạn B đúng không? Chỗ nào hả? Đầu tiên luôn đúng không? Lots of new tree gone in recently. Vậy chữ recently bằng nghĩa với chữ nào? Gần đây đúng không? Recently là gần đây, bằng với chữ nói về thời gian. Have just, chỉ vừa mới đúng không? Rồi. Chữ planted bằng với chữ nào? Động từ. Thì các bạn cứ kiếm động từ thôi. Động từ đây chỉ có mỗi chữ gone in. Xong. Rồi, lots bằng với cái nào? Many new tree. New tree có không? Có, vậy lots bằng với many. Xong, dễ đúng không? Rồi. Câu số 6 đi. Câu số 6 các bạn sẽ thấy những cái activity. Mình biết activity là nó nằm ở đâu rồi đó. Before, enroll mình không biết. Bỏ loại từ gì? Mình khi từ nào mà các bạn không biết các bạn nên đặt câu hỏi là loại từ gì đã. To cộng verb làm gì đó. Bạn cần phải làm gì đó trước khi bạn có thể tham gia những cái hoạt động. Nói về hoạt động là đoạn nào? Nói về hoạt động là chỉ có đoạn F và đoạn G thôi. Như vậy các bạn tìm trong đoạn F và đoạn G. Thứ nhất là before, phải làm cái gì đó trước rồi mới tham gia được. Nhìn thử à, lướt nhanh thử ở đoạn F và đoạn G có không? Ở đâu? Rồi, đoạn F cũng ở đâu? Chưa biết đúng không? Rồi, thử đi, cứ từ từ, đọc từ từ. Các bạn khác. Rồi, các bạn khác cứ đọc đi ha. Đọc cho thầy coi coi. Các bạn chú trọng, chú vào đoạn F cho thầy trước. Chú ý vào đoạn F trước đi. Đoạn Y, đoạn G các bạn sẽ thấy là Easter, trứng, trứng và hết rồi. Không có gì mà gọi là trước khi hết đúng không? Các bạn coi đoạn F. Trước khi làm gì đó, thử coi. Rồi, hỏi thêm một bạn mới thôi. Thư. Dạ. Thư thấy trong đoạn F cái nào liên quan đến làm cái gì đó trước khi mà tham gia những hoạt động này. Trong đoạn F. Như vậy, mình phải tìm những cái gì? Activity nè. Dạ. Thư thấy không? Đoạn F. Có nhỏ quá không? Được mà đúng không? Dạ, giờ cũng thấy rồi. Rồi, Thư thấy không? Thấy chưa? Dạ, thấy. Rồi, chỗ nào Thư ha? Đoạn, trong đoạn F. Duy thấy rồi hả? Thấy chưa? Chưa. Dạ, con đang. Rồi, Thư cứ take time từ từ. Dạ. Chưa thấy luôn. Đập lướt thôi, lướt thôi, lướt làm sao nè. F có huge response đối với cái hoạt động này. Và nó sẽ được tổ chức vào những ngày 4 gì đó. Cũng chưa có gì gọi là trước cả. Đập tiếp.
vào ngày 12 tháng 4 từ 10 giờ đến 12 giờ sẽ có một cái gì đó vẫn nói về hoạt động đúng không? Vậy câu nào? Câu cuối cùng các bạn đọc thử xem. Tất cả những cái session, session các bạn có thể nói là những cái hoạt động cũng được. Session là một cái phiên ha. Tất cả những cái phiên làm việc á thì nó phải được sao? Book in advance. Phải được gì? Book. Book là gì Thư? Đặt đúng không? Đặt. Đúng rồi. Mình hay nghe nói book book the flight đúng không? Book a flight ticket. Book vé máy bay. In advance là gì? Advance là tăng lên thầy. Advance thường mình hay thấy là cái level advance là cao cấp. Đúng không? Level cao cấp, đồng ý. Nhưng khi các bạn sử dụng cái chữ có chữ in advance, level cao cấp là nó ghi advance như vậy nè. Tính từ. Còn advance nếu mà các bạn để thành động từ thì nó là advance. Advance mà verb nó nghĩa là gì? Vượt qua. Đúng không? Còn advance mà in advance ha các bạn. In advance. To do something in advance. Làm cái gì đó trước. In advance nó sẽ bằng với before. Như vậy mình nói thí dụ hôm nay nghỉ đúng không? Hôm nay các bạn nghỉ đúng không? Thí dụ vậy các bạn báo phải ví dụ các bạn nhắn tin trước cái thầy thí dụ vậy thì các bạn sẽ nói là inform teachers in advance. Và các bạn đi đi ra ngoài tối đi ăn phải đặt bàn trước. Các bạn có thể sử dụng chữ book a table in advance được không? Như vậy cái chữ advance in advance đó là before thôi. Book a table before. Rồi. Xong ha. Được rồi. Như đây thôi. Như vậy là nãy giờ là skim, scan là đủ rồi đó. Là để các bạn hiểu ý nghĩa và các bạn tìm được cái đoạn văn nào mình cần phải đọc. Hiểu không? Cái scan là dùng để làm gì? Skim á, nãy mình đọc á, đọc lướt để mình hiểu ý của từng đoạn đúng không? Nhưng còn cái scan là làm gì? Để xác định xem đoạn văn nào mình cần phải đọc kỹ là mình tìm những cái từ đó sau đó mình đọc cái đoạn đó thôi đừng đọc qua đoạn khác đúng không để mình đỡ mất thời gian rồi xong ha như vậy đó là cái kỹ năng cơ bản nhất của IELTS ơi là cái bài số là cái con số 4 á rồi là mình chỉ cần số 4 đúng trình bày không thôi chứ không gì dễ là cái à con số 4 á rồi là mình chỉ cần trình bày mình ghi ABCD không bạn giống nghĩa nha giống nghĩa luôn kiếm cái câu giống nghĩa luôn à như em biết cái câu đó là đúng rồi đúng rồi ừ. Ví dụ con có số 5 nè chúng thì chữa đây nè hoặc là em có thể gặp trong này cũng được ủa gì về thi nữa gì ra thi không có cái, không có kiểu này cái thi đã chưa nhập không có chữa gì hết á ra thi nó chỉ cho câu hỏi đây cái ví dụ này để làm gì các bạn nhìn nha sáu con này không phải là cái giống cái đề thi mà sáu cái này là thí dụ trong câu hỏi nó nói á nó nói là thí dụ như là nhiều người rất là thích tham gia cái này bởi vì người chiến thắng sẽ nhận được cái này đúng hay sai nhận được một quả trứng đi đúng hay sai thí dụ đó là dạng true false thì có phải các bạn vẫn phải gạch dưới như vậy là phải có cái chocolate egg sau đó các bạn phải xác định cái đoạn văn nào thí dụ chocolate egg nó nằm ở đoạn G như vậy khi mình xác định được chocolate egg ở đây thì mình phải đọc nguyên cái câu mình chứa cái chữ đó và mình so với câu hỏi là mình sẽ biết đúng hay sai rồi đúng không mình không cần phải đọc ô đi ngồi đi kiếm kiếm biết đoạn A đoạn B đoạn C là chết như vậy cái cách này là để mình xác định đoạn văn thôi hiểu không mình dựa vào những cái từ trong câu hỏi để mình xác định ngược ra là nó nói ở đoạn nào mà mình không cần phải đọc A B C D E F mà mình dựa vào những cái từ thôi nói thí dụ nè câu số 2 nói về forest school activity những cái tên là dễ nhất là các bạn sẽ cần tìm cái đoạn văn nào có cái tên đó là các bạn tập trung đọc cái đoạn đó là xong hiểu không như vậy cái cách scan là để xác định đoạn văn để đọc cái là kỹ năng thôi ha chưa có phải đưa cái đề mình build kỹ năng nhỏ 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 sau đó mình mới làm được rồi bây giờ mình sẽ qua một cái kỹ năng khác kỹ năng khó nhất trong IELTS một trong những cái khó nhất ha rồi các bạn mở cuốn hôm bữa trước thầy Duy đã có dạy lớp mình rồi nhưng mà thầy sẽ nói lại một lần nữa ha cho những bạn mới mình ôn lại luôn rồi các bạn mở cuốn sách của mình sách mà thầy gửi cho các bạn hai cái đường link á cái cuốn mà Basic Reading Material á các bạn mở sách trang số 20
20 sẽ 42 ha. Cái này dư chưa anh Phan đúng không? Mình có thể như thế này cũng được. Có hai cuốn à, mình chỉ có hai cuốn thôi. Quên kia tụi gọi như gửi cái đó đó. Rồi nó hả? Rồi. Cái này thì Duy nhìn đây rồi, được rồi ha. Bữa sau có mình lên sau. Cái này là phần bài học, cái phần kia là áp dụng nhiều hơn. À, mình sẽ có hai cuốn, cuốn này là bài học, cuốn kia là bài tập. Rồi. Bây giờ cái dạng này nó sẽ gọi là dạng heading matching các bạn. Học rồi. Đúng rồi. Thì mình học thêm. Không ý là đâu phải hai cuốn của anh không? Không, mình như gửi cái khác. Bây giờ mình học thêm. Thêm, hả? Mình theo cái cuốn sách này thôi, bữa trước là anh gì anh dạy thêm ha. Rồi, matching heading là gì? Nói lại chút xíu cho các bạn ha. Matching heading nè, mở rộng ra. Đây, đây là một cái dạng đề. Matching heading là một trong những cái khó nhất. Nó sẽ bao gồm cái gì? List of heading, danh sách những cái tiêu đề. Heading là tiêu đề, tiêu đề của đoạn văn. Thí dụ, nó cho đây mấy cái, 3, 6, 7, 7 cái heading. Và các bạn nhìn ở đây, cái đoạn văn của mình nè, A, B, C, D, mấy cái đoạn văn? 4 cái đoạn văn, như vậy nó sẽ có mấy cái heading mình không xài, không sử dụng. Có phải 3 đúng không? Đó là cái bước đầu tiên, mình lướt nhanh. Ở đây cho 7 cái, mình chỉ có 4 đoạn văn như vậy, chắc chắn sẽ có 3 cái không sử dụng trong đầu thôi. Rồi, bước thứ hai làm gì? Bước này sẽ sử dụng chung cho tất cả các kỹ năng luôn, nó là bước scan đó. Bước thứ hai là các bạn gạch dưới từng cái heading cho thầy. Gạch dưới những từ chính thôi. Từ chính là danh từ chính, động từ chính và tính từ, và những cái tên gì đó. Thí dụ, ở đây future, tương lai, tính từ đúng không? Cái tương lai của gì? Của cái urban planning, và thứ tiếp là America. Các bạn, khi các bạn gặp ba cái từ này là trong đầu các bạn sẽ nhớ được cái heading đầu tiên nó về tương lai của cái gì đó ở Mỹ mà lên kế hoạch đúng không? Rồi. Số 2 gặp tiếp. Gặp tiếp. Các bạn gặp tiếp ha. Ideas, những ý tưởng. Bạn nào mà biết được chữ conflict nữa thì quá tốt. Không biết thì thôi, ý tưởng là được. Có S là từ 2 trở lên. Ý tưởng gì? Through the history, về lịch sử của urban planning. Giờ làm nói về một cái ý tưởng về lịch sử gì đó của vẫn là urban planning. Ở đây nó lặp đi lặp lại nè. Urban planning, urban planning. Và urban planning là gì? Planning là lên kế hoạch đúng không? Thì vậy là một cái ý tưởng gì đó về cái lịch sử của cái việc lên kế hoạch. Urban là gì ha? Nói luôn nè. Urban, thành thị, chính xác. Trái nghĩa với thành thị là gì? Thành phố mình đó, sống ở nông thôn, gọi là gì? Vùng quê, gọi là vùng xa xôi đúng không? Rural. Rural là những cái vùng mà xa xôi, hẻo lánh ha. Cái vùng quê cho nó dễ hiểu, vùng xa xôi, chữ rural nghĩa là xa xôi. Còn một cái vùng nữa nằm ở giữa hai cái này gọi là vùng cận thành thị đúng không? Nó không phải là xa lắm. Ví dụ mà nó là gần thành ngoại ô thôi, chứ chưa phải là rural lắm. Nó gần gần thành phố. Là nó gọi là, thêm một chữ ha, suburban. Suburban là những cái nó gần ngoại ô. Ngoại ô thôi, chứ chưa phải là rural. Rural là xa lắm, miền núi, miền gì đó ha. Rồi. Rồi. Bây giờ mình coi nè. Như vậy để đây đi. Bây giờ câu số 2 nó sẽ nói về những cái ý tưởng về lịch sử của cái việc lên kế hoạch xây dựng thành phố đúng không? Ý tưởng số 3 là gì? Cũng lịch sử nè các bạn. Hai cái này là lịch sử, hai cái này khó nha, nên từ từ. Lịch sử dài của cái urban planning này. Như vậy khi các bạn gạch dưới á, mà các bạn thấy hai cái câu đó nó có giống nhau á, thì mình group vô trong đầu, mình nhóm lại ở trong đầu. Có phải hai câu này nói về lịch sử hết không? Một cái là nói về lịch sử của cái lên kế hoạch cho thành phố và rất là dài. Một cái số 2 là nói về những cái ý tưởng, đúng không? Hai cái khác nhau, ý tưởng và lịch sử, và cái lịch sử. Rồi, số 4
problem, những cái vấn đề. Financial là gì ta? Tài chính đúng không ạ? Chính xác, tài chính là về tiền á. Ha. Finance là danh từ của nó. Rồi, những cái vấn đề về tài chính tức là về tiền, nó sẽ làm gì? Nó sẽ giúp spread. Nó giúp cái gì đó, spread tụi em không biết cũng không sao. Như vậy là cái vấn đề này nó sẽ giúp làm cái gì đó, cái urban planning. Nhớ không? Nhà nãy giờ nhớ được nhiều không? Chắc chắn nha. Thí dụ như heading nó có quá nhiều, các bạn gạch, các bạn sẽ không nhớ hết được. Các bạn chỉ cần nhớ một vài thôi là đủ. Nhưng mà mình đang practice thì mình cứ làm ha. Như vậy cái step tiếp theo cứ làm tiếp. Background. Background là gì các bạn biết không? Back là phía sau, ground là mặt đất, hoặc là cái background là cái phía sau, là cái nền đó. Cái nền của một cái gì? Plan community, một cái cộng đồng mà được lên kế hoạch trước. Cái nền là sao? Là cái cơ sở đó. Thì mình chỉ cần nhớ là một cái cộng đồng à, cơ sở là lý do đúng không? Hoặc là gì đó. Rồi tiếp theo, change, thay đổi. Political là gì? Dễ không? Politic là gì? Rồi politic, politics là chính trị. Chính trị ha. Chính trị, tính từ của nó là political. Như vậy những cái thay đổi về chính trị, hoặc các bạn có thể dịch là những thay đổi cũng được. Thay đổi mà nó sẽ làm cái gì đó, cái progress, các bạn hay thấy progress đúng không? Tiến trình, cái sự tiến bộ. Thay đổi nó sẽ làm cái, những cái thay đổi nào nó sẽ làm cái gì đó, urban planning. Để đó đi, lát làm tiếp. Rồi, câu cuối cùng, gần gũi hơn. Cái plan để mà giảm về giao thông, nhớ không nổi đâu, gạch dưới nhanh thôi. Rồi đó là bước số mấy? Bước số 2. Bước đầu là các bạn xem có mấy cái heading và mấy đoạn văn, sau đó mình nói ừ có ba cái không cần điền. Bước thứ hai là gạch dưới từng cái heading, nhớ, cố gắng nhớ khoảng 3-4 cái được rồi. Bước số 3, tính từ đi với danh từ. Change vừa là động từ vừa là danh từ, sự thay đổi. Rồi bây giờ bắt đầu mình qua đoạn A đi, bắt đầu mình mới đọc nè. Dài quá trời dài, nhìn ngán quá trời ngán. Như vậy đọc bằng cái nào? Skim đi, hồi nãy thầy đã chỉ các bạn skim rồi. Đọc một vài câu đầu và mình so lại với những cái đó ha. Thử nè, giờ mình thử đi. Planning, ancient one, anh biết ancient luôn. Mà nó nói cái việc planning là một cái gì đó đúng không? Lướt tiếp, không hiểu đọc tiếp. One of the earliest. Earliest là gì? Sớm nhất. Trong đầu mình có một cái gì chưa? Sớm nhất là quá khứ, hồi xưa. Như vậy có thể là liên quan đến lịch sử, đồng ý không? Những cái câu liên quan đến lịch sử, suy nghĩ. Nghĩ vậy thôi, tập tiếp. Và nó sẽ nói những cái thành phố, city là gì đó, là nó được xây dựng vào một thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Rồi, quá khứ luôn. Và trong thời kỳ Middle Ages, Trung cổ đúng không? Trung cổ và thời kỳ phục hưng, mình không biết thì thôi, không sao, nói quá khứ hết. Thì bắt đầu nó có là Plan Community. Plan Community thì như hồi nãy có một cái cộng đồng của câu này. Nhưng các bạn nhớ nè, nhớ để số lượng nha. Một cộng đồng. Nếu nói hai thì particular là cụ thể. Khi các bạn, người ta thấy particular thì nó là cộng đồng gì. Ví dụ như cộng đồng hẻm số mấy đó, nó nói chi tiết cụ thể ra. Rồi, đọc tiếp nữa các bạn. Và theo một cái năm 1666 gì đó thì kiến trúc sư, ông này, ông tạo nên một cái plan cho thành phố. Và rồi thế kỷ thứ 18, như vậy các bạn thấy cái tiến trình nó từ thứ tư 1966 thế kỷ thứ 18, như vậy nó là một tiến trình lịch sử đúng không? Như vậy khi đó mình sẽ so lại, các bạn đọc một đoạn văn và các bạn so từ trên xuống dưới câu nào có thể là đáp án. Có thể đáp án là hai cái luôn, mình phân vân thì mình cứ ghi vô. Thí dụ A, bây giờ thầy hỏi thử câu A các bạn nghĩ có khả năng là những đáp án nào?
Số 1. Được không? Tương lai của cái urban này ở Mỹ. Đoạn này nó có nói về tương lai không? Không. Như vậy loại được không? Rồi. Thiện. Số 2. Được không? Số 2. Tại sao không được? Có history nè. Được không? Số 2 nó nói về những cái ý tưởng xuyên suốt lịch sử. Có mà phải không? Chữ conflict rồi các bạn. Conflict là trái ngược ha, chữ conflict là trái ngược. Hoặc là khi các bạn với bạn, hai bạn, mình có người bạn xong mình cãi nhau với bạn, tức là hai người đang có bất đồng, thì gọi là conflict à, một cái sự bất đồng, một cái sự trái ngược. Như vậy những cái ý tưởng trái ngược trong suốt history. Tại sao các bạn phải chú ý chữ tính từ ha, trong câu tính từ là những cái quan trọng nhất. Tại sao biết không? Ví dụ câu số 2 các bạn thấy có ý tưởng đúng không, về trong lịch sử đúng không, nhưng trong đó các bạn không thấy trái ngược mà ông nào cũng đồng ý nhau hết trơn á, thì nó sẽ sai ngay chỗ conflict này. Tính từ rất quan trọng ha. Bạn nào chưa có hiểu được những cái từ này thì mình sẽ build cái từ vựng từ từ ha. Rồi ý tưởng có không, rồi để đó đi, có thể là câu số 2 đúng không, rồi để đó. Như vậy câu này có thể là câu A nè, đồng ý không? A có thể là số 2. Rồi số 3, nó có một cái lịch sử rất là lâu đời. Được không? Có lý quá trời. À. Rồi những vấn đề về tiền. Đâu có nói tiền bạc gì. Một cộng đồng cụ thể. Nó có chữ community nè các bạn. Có community mà nó có gì? Various, nhiều. Mà cụ thể là phải có tên. Tên tuổi. Ở đây đâu có đâu. Đâu. Không có. Vậy loại hả? Câu số 6, những cái thay đổi về chính trị có không? Chính trị là thay đổi về nhà nước, thay đổi về tổng thống hay gì đó, ví dụ vậy, có thấy đâu. Cái cuối cùng, traffic có nói không? Vậy câu gì? Mình chỉ có phân vân giữa số 2 và số 3 thôi. Đồng ý không? Như vậy, thầy có thể để ở đây ha. Thầy có thể để ở đây là số 2 và số 3. Nếu bạn nào vẫn không có quyết định được thì mình để đó, mình nhảy qua đoạn B. Nếu đoạn B mà thấy số 2 hợp lý hơn thì lên đây gạch. Gạch câu số 2 này và chọn số 3 là xong. Đừng có ngồi suy nghĩ chờ tôi phải làm 50-50 là phải chọn liền. Không cần thiết. Bao nhiêu? Rồi, đoạn B. Tương tự nha, làm chung nè. Một trong những cái most important ha, cái quan trọng nhất là gì? Là cái Garden City Movement này. Là cái tên. Rồi nó, các bạn cũng thấy là latter part, lat giống như chữ late không? Trễ không? À, như vậy là latter là cái phần ở phía sau. Rồi, của thế kỷ thứ 19, vậy cũng quá khứ. Xong. Vào năm 1898 cũng quá khứ đúng không? Thì cái người này xuất bản một cuốn sách gì đó. Rồi. Và trong đó ông có cái his idea liên quan đến creation, tạo thành những cái town mới, thành phố mới. Rồi ông xuất bản một cuốn sách tạo thành một cái thành phố mới gì đó. Và ông tin rằng là những cái town này phải limited in size, là gì? Phải được giới hạn về kích thước. Và density là gì không cần biết rồi. Như vậy là cái town nó phải được giới hạn về cái gì đó, đúng không? Xong. Và tiếp tục lại là idea nữa các bạn. Nó gain attention. Attention là sự chú ý. Nó đạt được sự chú ý. Đây này có chữ idea. Idea là conflict không? Trái ngược không thì chưa biết. Muốn trái ngược nó phải là từ mấy ý tưởng trở lên? Hai. Ở đây nãy giờ nó nói mấy ý tưởng? Có một. Và đọc tiếp. Attention và có chữ financial backing. Financial là gì? Nãy nói rồi, tài chính. Back là cái lưng. Tài chính mà cái lưng của mình có tài chính là mình được back, hỗ trợ về tài chính. Đúng không? Như vậy là ổng được chú ý và người ta hỗ trợ của ổng, hỗ trợ tiền cho ổng. Rồi, để ổng tạo thành cái gì đó ở nước Anh. Đây là cái First Garden City. Cái thành phố mà có khu vườn gì đó đầu tiên. Và sau Thế chiến thứ 2 thì Second Town. Có một cái thành phố thứ hai theo cái idea của ông này được tên là như vậy. Rồi. Như vậy nhìn lên
sau khi đọc xong nhìn đoạn B nha. Tương lai được không? Tương lai của nước Mỹ về urban planning có không? Không. Đang vẫn nói về quá khứ và nói về ý tưởng. Số 2. Ý tưởng trái ngược nhau trong lịch sử có trái ngược không? Nó nói là xây dựng thành phố thứ nhất tên là Garden City và sau đó là có một cái thành phố thứ hai cũng follow cái ý tưởng của ổng như vậy, không trái ngược. Số 2 loại. Số 3, lịch sử không nói. Số 4, financial problem, vấn đề về tiền. Nhớ chữ gì? Problem là có tiền hay không có tiền. Vấn đề về tài chính có nghĩa là mình đang thiếu tiền. Còn ổng đang nói là financial backing là được chống lưng. Dễ hiểu không? Chữ back là cái lưng, được chống lưng và chống bằng tiền. Như vậy không có vấn đề gì về tiền hết, ổng có dư tiền ổng làm. Lại. Số 5. Cái cơ sở đối với một cái cộng đồng cụ thể nào đó. Cơ sở là sao? Cái chữ background á. Cơ sở là sao các bạn biết không? Là do đâu mà có nó? Phải không? Dựa vào đâu mà có nó, gọi là background. Như vậy cái cơ sở có không? Chưa có, để đó đi. Sự thay đổi về chính trị có nói không? Đâu nói gì chính trị đúng không? Ông có ý tưởng xong rồi xây, rồi xong thành phố khác, xây lên tiếp. Có giảm kẹt xe không? Có không? Nãy mình nhìn coi ý tưởng này có giảm kẹt xe không? ID là có cái khu rừng, có limit in size. Thành phố nó ít, cái kích thước nó ít, nó nhỏ. Có không? Đâu có đâu đúng không? Đâu có giảm gì kẹt xe gì đây. Như vậy các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ nổi bật lên cái gì? Cái concept, cái ý tưởng là concept là bằng với ID các bạn ha. Ý tưởng tên là Garden City Movement và do ông Howard này, và sau đó ông tạo ra một cái thành phố gọi là Garden City, và sau đó thành phố thứ hai cũng theo ý tưởng của ông. Như vậy nó có cái tên không? Như vậy chọn câu số 5 được không? Tại vì các câu khác mình thấy không hợp lý. Câu số 5 là cơ sở cho một cái thành phố, một cái cộng đồng mà được lên kế hoạch. Cộng đồng thì có thể là một cái thành phố, đúng không? Và một cái cụ thể, cái chữ cụ thể đó quan trọng là vậy đó. Là phải nói được cái tên. Thầy nói ví dụ trong lớp mình có 5 bạn rất là giỏi. Có cụ thể không? Đâu cụ thể đâu, đâu biết ai. Nhưng mà khi nói là anh sẽ nói trong này là sẽ có một bạn là cụ thể là rất là giỏi luôn. Anh sẽ nêu tên ra. One particular student. Thì khi đó anh sẽ nêu ví dụ Thịnh, ví dụ Phải. Thì có chữ particular thì các bạn thấy là phải có một cái ví dụ cụ thể cho nó. Như vậy câu số 5 sẽ hợp với đoạn B. Rồi, các bạn hiểu cách làm không? Nó sẽ làm rất là lâu. Các bạn sẽ làm cái skill này rất là lâu. Nên làm sao? Các bạn chú ý giùm thầy. Khi các bạn làm đề thi mà vô cái đoạn văn mà các bạn thấy list of heading liền, bỏ cho thầy. Bỏ cái đó không làm. Làm không, lát nữa quay lại. Làm những cái phía sau trước, cái dạng khác trước. Để làm gì? Khi các bạn làm những dạng khác á, là các bạn đã đọc mỗi đoạn văn này rồi đúng không? Khi mình quay lại cái heading, giống như hồi nãy các bạn nhớ cái bài nãy mình làm không? Khi các bạn scan á, là mình có phải mình biết là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 đang nói cái gì hết rồi đúng không? Thì khi đó bạn biết là cái đoạn đó là nói dễ gì thì các bạn nhảy lên heading các bạn làm rất là nhanh, không tốn thời gian phải đọc lại nữa. Đồng ý không? Như vậy heading matching lưu ý là làm sau cùng trong đoạn văn đó ha. Ví dụ như trong AL có 3 đoạn văn thì các bạn sẽ làm dù đoạn số 1 nó sẽ có 8 cái heading, 8 câu đầu là heading, 8 câu đầu đi ha, thầy nói dù 8 câu là matching heading. Và từ câu số 9 cho đến câu số 15 là những cái dạng khác cũng của đoạn số 1 nha. Thì các bạn nên làm từ 9 đến 15 trước. Sau đó các bạn quay lại số 8, 1 đến 8 các bạn làm. Rồi các bạn mới nhảy qua đoạn số 2 nha. Chứ không phải là ok tôi làm 8 cái này xong tôi nhảy qua đoạn số 2, tôi nhảy qua đoạn số 3, lát hồi gom heading làm một lúc đâu nhớ nữa đâu. Tại khi mình qua đoạn số 2 là nó nói về một cái chủ đề khác à. Và lát quay lại sao nhớ. Rồi. Đóng đâu mà đóng. Còn mà Rồi. Ok. Như vậy bài tập về nhà của các bạn nè. Các bạn làm cho thầy những hai đoạn còn lại C và D được không? Các bạn có thể
mình đang luyện tập, các bạn có thể nghĩ là cái này có 3 đáp án đều được luôn, cái này có 3 đáp án, không cần nhất thiết các bạn phải chọn một đáp án, được không nha? Rồi từ từ mình sẽ tập loại từ từ, còn nếu mà bạn nào mà giỏi rồi mình loại luôn, ok không? Là đoạn C và đoạn D nè, các bạn ghi lại nha. C, D của tài liệu này một cái. Sau chưa xong nha, quay lên cuốn sách kia. Trời, một tuần rồi mà có hai câu. Quay lên cuốn sách kia các bạn, rồi làm cho thầy sách ha. Các bạn nhớ đây trang 72 hoặc là slide trong PDF là 32. Đây, heading matching part 3, list of heading ở đây. Các bạn thấy cái dạng chưa? Cái đề thi nó sẽ giống như vậy. Nó cho một cái đoạn văn và list of heading, và nó sẽ cho A, B, C, D. Ví dụ câu 1 đây, A điền gì, điền số y ngắn hay 2 y ngắn hay 3 y ngắn. Đó, đây là đoạn văn nè. Thấy chưa? Rồi, một cái mẹo cho các bạn chút xíu. Một cái mẹo cho các bạn. Thầy nói là nãy là làm gì? Làm cái này sau cùng đúng không? Nhưng mà cái này nó có một dạng à. Cái đề này nè, nó có heading không mà có đâu có một dạng khác đâu, thì bắt buộc mình phải làm ngay từ đầu đúng không? Như vậy làm nào trước? Tập trung cho thầy những đoạn văn ngắn. Nè. Đoạn này B dài quá đúng không? Nhảy qua đoạn C làm trước đi. Đọc trước những cái ngắn. Mình sẽ loại trừ được, mình chọn những phương án thì cái đoạn dài nó sẽ, lát mình sử dụng phương án loại trừ, hiểu thầy nói không? Đoạn nào ngắn tập trung trước, ok không? Thử nha, nhớ không? Nhớ cách làm chưa? Thầy nhớ rồi ha. Thì thầy có record lại cái buổi, thu lại cái buổi này, thầy sẽ gửi qua group cho mình. Rồi các bạn nào không nhớ ở YouTube thì có thể mở lại xem cách làm và mình làm thử ở nhà, được không? Cố gắng làm ở nhà, trên lớp mình chỉ có 1 tiếng rưỡi à, không có kịp, không có đủ thời gian ha. Các bạn mới có câu hỏi gì không nè? Thư, Nhàn, Vân, Ngân. Chị không có đây ơi. À rồi. Chị hiểu bài rồi đúng không? À chị hiểu rồi. À, Ngân. Ngân, Nhàn với Thư, các bạn có câu hỏi không? Không, mà em hiểu bài rồi ạ. Rồi, ok ha. Cái dạng này khó nên cứ từ từ làm. Nó là một trong những dạng khó nhất trong em rồi. Rồi, ok, vậy mình nghỉ ha, cả lớp nhớ làm bài ha. Bữa sau mình sửa. Bữa sau là bữa nào vậy thầy? Tuần sau. Ngày mai ha, tuần sau đó thầy. Thầy chỉ dạy cho các bạn là thứ bảy buổi trưa 3 giờ thôi ha. À, còn ngày mai ai dạy vậy thầy? Ngày mai chắc là thầy Duy á. Thầy chỉ dạy một kỹ năng reading thôi ha. Yeah, thank you thầy. Rồi, như vậy các bạn cứ sử dụng cái link cũ ha. Trong group của mình là một cái link đó thôi. Một cái link mà nãy thầy post á, thầy có thể ghim ở trong cái nhóm luôn đó ha. Mình cứ sử dụng cái link này nè, cái link này là mình vào thôi chứ mình không có thay đổi cái link để vào nhà, vào lớp ha. Rồi. Ok thầy. Ok, dạ yeah, rồi chào cả lớp ha. Cuối tuần vui vẻ. Bye bye thầy, cuối tuần vui vẻ. Rồi, bye bye, cảm ơn các bạn.